Với cái cung con cái trong mỗi bàn tay của chị thì sẽ còn vất vả nhiều. Chị còn vất vả chúng nó ít nhất phải 15 năm nữa. Bởi vì chúng là người con lớn mà không có khôn. Cũng là do một phần là do mình ít để ý nó, ít kèm cặp. Rồi mình bận công việc quá nhiều, hiểu không? Đến khi nhìn lại thì nó chơi với bạn xấu, nó hư lúc nào không hay. Bây giờ là uốn nắn thì sợ không được nữa. Quá đau khổ. Suốt ngày nó chỉ có cầm cái điện thoại thôi. Rồi vào những cái trò chơi vô bổ, hao tốn tiền của nhé. Và chồng chị cũng chả dạy được nó luôn. Chồng chị không dạy được nó luôn, đau đầu lắm. Đúng rồi, bố nói không nghe cả hai đứa luôn. Chỉ có em thì nói nhỏ nhẹ hay thăm tâm sự với nó hai đứa thôi. Dạo trước thì nó vẫn còn nghe khuyên nhủ tâm sự, nhưng dạo này cái thằng nhỏ em để ý gần một tháng nay là nó đi chơi, nó đi làm xong về nó đi chơi, em 9-10 giờ về em vẫn phải chờ nó về để gặp, để nói chuyện, để khuyên nhủ nó, nhiều lúc mình tâm sự xem có gì không, nhưng mà nó không nghe luôn. Nó cứ về cái là nó khóa phòng, nó hỏi mẹ nói gì mẹ đứng ở ngoài mẹ nói, có nghĩa là vậy á. Là em thấy một tháng đổ về đây là nó không nói chuyện mẹ, chứ trước đây ví dụ cũng đi làm có chuyện gì về là nó vẫn hay nói chuyện. Tất cả nó đều có nguyên do. Cái gia đình nó dột từ nóc. Đấy, cha mẹ không làm tấm gương cho con. Suốt ngày chỉ có cãi nhau, gây nhau trước mặt con cái. Nó chán nản với cái gia đình này. Vì thế nó thành ra như vậy. Nếu gia đình chị là một cái gia đình yên ấm thì nó đã khác, hiểu chưa? Đấy, chỉ có mấy năm ngắn ngủi thôi. Nó thấy như vậy nó cũng chán với cái gia đình này rồi. Vì thế nó có sa đọa, nó có chơi bời, nó có phá tán. Không trách được nó. Bởi vì mình không phải là cái tấm gương tốt cho nó. Khổ thế đấy. Giờ uốn nắn là khó lắm, khó vô cùng luôn. Cái vấn nạn này là cái điều mà rất nhiều hộ gia đình gặp phải, chứ không phải riêng chị. Bởi vì con cái nó chính là cái hậu vận của mình. Con cái nó có thành công thành đạt, nó có nên người thì sau này mình mới nhắm mắt xuôi tay, hay là mình cuối đời mình có mới được an yên. Nhưng mà bây giờ nhà có giàu cỡ mấy, tiền có nhiều cỡ mấy mà con cái nó hư thì cũng vất đi. Suốt ngày mà phải chạy đi trả nợ cho nó thì cũng chết. Theo kinh nghiệm của em đấy, người bố, người cha trong gia đình mà không đàng hoàng, con cái nó dễ học theo nhất. Còn người mẹ mà không ra gì thì ít lắm, rất ít, hiếm lắm. Còn đa phần là người bố say xỉn rượu chè, chửi bới, nóng tính, cộc tính, thì con cái nó học theo, nó noi theo, bảo ông như vậy được thì tôi cũng như vậy được. Và người bố như vậy thì sẽ không bảo được con, hiểu không? Nó quay thường, nó quay thường. Tại vì ông xã em là ông hay say xỉn, với lại ông nóng tính, ông hay chửi bậy, ông nói với con ông hay nói tục bậy, nói kiểu không có nhỏ nhẹ, cho nên nhiều lúc em cũng khuyên giải đó nhưng mà cũng không có nghe. Lúc nhỏ thì nó ấy, nhiều lúc nó nghĩ nó vẫn thương mẹ, nhưng mà do nhiều lúc bố cứ nói á, chửi nên nó cũng nghe, nên là em cũng nhiều lúc cũng nghĩ kiểu khổ tâm. Nhắn họ tên, nhắn họ tên, địa chỉ, số điện thoại, em sẽ gửi tặng cho một cuốn kinh Địa Tạng. Đây đây là cái cách khắc phục. Chị đọc cái cuốn kinh này hàng ngày, trì tụng rồi hướng công đức cho con cái của chị, rồi hướng công đức cho chồng chị, thì gia đình của chị nó sẽ yên lại. Giờ chỉ còn có cái cách này thôi. Em cũng đã hướng dẫn cho rất nhiều người và họ đã thực hành theo và họ đã thấy linh ứng, họ phản hồi rất tốt.